Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Sau một thời gian dài chúng ta nghỉ Tết Nguyên Đán thì hôm nay chúng tôi sẽ đưa tới các bạn một review về chiếc đồng hồ Audemars Piguet Rolex, một trong những chiếc đồng hồ Luxury Sport được mong chờ đón nhất trong mọi thế kỷ, mọi thập kỷ. Ba thương hiệu mà có ba chiếc đồng hồ thuộc Luxury Sport nổi tiếng đó chính là Patek Philippe, Audemars Piguet và Vacheron. Thì mỗi một thương hiệu đều có những cái điểm mạnh riêng. Trong đó thì Audemars Piguet thì nổi bật nhất với dòng đồng hồ thể thao Rolex, có thể nói là khai sinh ra Luxury Sport Watch, có nghĩa là đồng hồ thể thao cao cấp. Đây thì được coi là một thiết kế đi đầu khởi nguồn cho đồng hồ thể thao cao cấp như tôi đã vừa trao đổi ở phía trên. Rolex thì hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tôn trọng của tất cả những người chơi đồng hồ. Có thể nói hiện tại Patek Philippe Nautilus thì hiếm hàng hơn, đắt giá hơn, và cái giá premium để mua một chiếc Nautilus thì cao hơn so với cả Rolex. Nhưng để mà nói cho cùng thì Nautilus vẫn là một đàn em của Rolex mà thôi. Chiếc đồng hồ mà Gia Bảo Luxury muốn giới thiệu tới các bạn hôm nay đó chính là thiết kế trong bộ sưu tập Rolex. Về cơ bản thì thiết kế này khá giống với mẫu Rolex nguyên thủy. Có một cái điểm khác biệt lớn nhất đó chính là chất liệu, thay vì bộ vỏ bằng thép đó chính là lớp vỏ bằng vàng hồng. Đấy, đắt giá hơn đương nhiên rồi, và nhìn trông sang trọng hơn. Núm được cấu tạo là núm vặn, gọi là núm vặn cổ chai để tăng khả năng chống nước. Chiếc đồng hồ này thì dày là 9,8 mm đó, như các bạn đang thấy, với mặt số là bằng bạc với những vân đặc trưng của nhà Audemars Piguet. Nó được đọc là Grand Tapisserie. Đây là tôi phát âm theo tiếng Anh, còn phát âm theo tiếng Pháp thì tôi không rành lắm đó. Với những cọc số chỉ giờ bằng vàng, kim bằng vàng và có dạ quang ở dưới cái góc 12 giờ, chính là biểu tượng AP viết ngắn gọn đó, Audemars Piguet Automatic Swiss Made, góc 6 giờ đây đó. Dây đeo thì làm hoàn toàn bằng vàng nguyên khối với những mắt nối, những mồi nối rất là đẹp, độ hoàn thiện rất là cao. Có một bài so sánh giữa ba loại mắt dây, giữa Nautilus này, Rolex này và Oversea của Vacheron, thì rất nhiều người hâm mộ cũng như là nhà sưu tầm thích cái dáng của Rolex hơn hai cái loại mắt dây còn lại của PP và VC. Về đường kính của chiếc đồng hồ này thì nếu như trước kia kích thước chuẩn cho một chiếc đồng hồ là 36 đến 39 mm thì hiện tại kích thước chuẩn, tức là chuẩn ở đây tôi đánh giá là do các thương hiệu làm những chiếc đồng hồ ngày càng to ra, thì một cái chiếc đồng hồ có cái kích thước đẹp hiện tại thể thao ấy là từ 40 đến 42 mm, do cái xu hướng người chơi này hay là do sự phát triển về thể chất của cả xã hội. Cổ tay của nam giới ngày trước có lẽ là nhỏ hơn một chút so với cổ tay của nam giới ngày nay. Quay trở lại với chiếc đồng hồ này thì vẫn là thiết kế vành bezel bát giác đặc trưng của Rolex, với những góc cạnh đánh bóng tương phản với bề mặt trải xước này đó, như các bạn đang thấy. Vẫn là 8 chiếc ốc được xếp một cách đều tăm tắp trên vành theo một hình tròn, khắc rất rất là khác biệt với những ốc vít của Hublot, và nơi mà những chiếc vít xoay các hướng khác nhau thì AP theo đúng một hình tròn duy nhất, rất là đẹp. Tuy nhiên là ít người biết rằng đây chỉ là cái cách chúng ta nói là ngụy trang, hay là một cái cách mà ẩn mình của Audemars Piguet. Đây là ý tưởng thiên tài của người sáng lập ra model Rolex này, ngài Gerard Genta. Tất cả vít ấy thì là được nối từ dưới lên chứ không phải là từ trên xuống như chúng ta tưởng tưởng nhầm như này đâu. Tất cả là được cố định từ dưới lên thì mới có thể tạo ra một cái hình vòng tròn đều đặn như này. Đi sâu về bộ dây của chiếc đồng hồ này, như các bạn đang thấy đó, bộ dây vàng của Rolex chính là một trong những chi tiết quan trọng nhất làm nên giá trị và vẻ đẹp của chiếc đồng hồ. Nhìn qua thì toàn bộ dây đều hoàn thiện trải xước, nhưng chỉ cần chúng ta khẽ cử động cổ tay để những cái mắt dây di chuyển, chúng ta sẽ thấy được những cái cạnh bên trong mắt dây
được đánh bóng. Mục đích để làm gì? Để tạo độ tương phản rất là hoàn hảo, tạo nên cái tổng thể rất là đẹp. Mặt số của Rolex 41 vẫn dư nguyên nguyên bản so với mẫu Rolex đầu tiên, có 3 kim, giờ, phút, giây và lịch ngày. Về cơ bản thì đây vẫn là thiết kế hữu dụng nhất, trang nhã nhất và diễn phối đồ nhất. Với mặt trắng truyền thống hiện nay thì Audemars Piguet ra một số có mặt trắng này, mặt đen, mặt xanh, mặt nâu. Tuy nhiên thì cái màu sắc truyền thống là màu trắng vẫn được rất nhiều nhà sưu tầm hay là người mua lựa chọn. Đó là màu trắng. Nên của mặt số là bằng bạc, được làm nổi bật bởi những cái họa tiết như tôi vừa nói, Grande Tapestry, hình ô vuông. Về chế tác mặt số Audemars Piguet thì khá là thú vị, với một chiếc máy sao chép hoa văn từ một đĩa lớn, xong rồi đóng rất là đều. Đấy, trên mặt số đồng hồ những hình ô vuông đều tăm tắp. Đó, như những cái khoảnh ruộng ở Việt Nam chúng ta, giống như những cái khoảnh ruộng. Có một điểm rất là thú vị mà tôi sẽ giới thiệu tới các bạn ngay sau đây, đó chính là với những phiên bản mới nhất của Audemars Piguet từ mùng 1 tháng 1 năm 2017 thì chúng ta có thể check được chiếc đồng hồ này ở trên website của hãng. Qua cái mặt đáy bằng kính sapphire trong suốt này, chúng ta có thể quan sát một máy caliber 3120 đang vận hành ở bên trong. Cái cỗ máy 3120 này thì được so sánh với rất nhiều cỗ máy nổi tiếng khác của Patek như là 324 hay là Rolex là 3135. Tuy nhiên là với cỗ máy 3120 của AP này, đây là một cái cỗ máy được những nhà phê bình hay là những cái nhà sưu tầm đánh giá cao vì tính ổn định của nó. Với đường kính của cỗ máy này chỉ có 26,6mm mà thôi. Biên độ dao động là 3Hz, tương đương 21.600 nhịp trên 1 giờ. Cái điểm thu hút tôi nhất trong cái cỗ máy này cũng như là tất cả các bạn, đó chính là cái rotor bằng vàng 22 carat. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Với một bên là hình lâu đài, những cánh chim, một bên là chú ngựa. Số chân kính của cỗ máy này là 40 chân kính, với thời lượng chưa cót là 60 giờ. Số chi tiết để cấu thành nên cỗ máy này là 280 chi tiết, không quá nhiều. Tuy nhiên đây là, nếu để nói về cái chức năng 3 kim 1 lịch như thế này thì 280 chi tiết là một con số tương đối lớn. Đó, ở phía sau thì các bạn có thể thấy được là ốc vít vặn từ dưới lên ấy, nó không được đều như ở mặt trước. Như tôi đã vừa nói là nó sẽ không có thành một hình tròn. Sau đây thì tôi sẽ lên tay chiếc đồng hồ này để các bạn thấy trông có phù hợp và có hấp dẫn không các bạn nhé. Cổ tay tôi là cổ tay dạng tròn, có chu vi là gần 17cm. Đó, các bạn có thể thấy lên tay rất đẹp đương nhiên rồi. Chiếc đồng hồ này có giá hãng là 50.500 USD, tương đương với 1,2 tỷ Việt Nam đồng. Đây là giá hãng niêm yết, còn chính thức ở Việt Nam thì vì Việt Nam chưa có đại lý phân phối nên chúng ta chưa biết được giá sau thuế mà về đến tay người sử dụng là bao nhiêu. Tuy nhiên tôi nghĩ là mức giá nó cũng sẽ dao động từ 1 tỷ 2 đến 1 tỷ 4. Đó, tương đương với một chiếc xe hơi Mercedes C200. Vâng. Nếu như các bạn có nhu cầu mua hay sở hữu cũng như là lên tay nghe những cái câu chuyện khác ở chiếc đồng hồ này thì các bạn có thể qua Gia Bảo Luxury tại địa chỉ Hà Nội 595 Đế hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh 164 Trần Hưng Đạo để chúng ta cùng ngồi làm một ly cà phê và tán gẫu về những cái câu chuyện về đồng hồ các bạn nhé.